xa xa, chuyến tàu thạnh thời chở khách từ Phú Quốc vào đất liền. Đó cũng là lúc đoàn xe nối nhau xuống bờ. Đó là một con phà lừng lừng, chưa bao giờ chúng tôi thấy con phà to, dài và trang trọng đến như vậy. Chúng tôi đã mua vé từ trước, nếu anh chị muốn rút ngắn thời gian đi Phú Quốc nhanh hơn thì có thể đi từ Rạch Giá. Chúng tôi lên phà, đến 16:30 thì phà bắt đầu xuất bến. Từng đợt còi vang lên, con phà từ từ tiến dần ra biển. Phía bên kia bờ là thị xã Hà Tiên. Phà từ từ di chuyển làm chúng tôi cảm tưởng như đó là một góc của Hồng Kông những năm 1950 vậy. Thật nhiều cảm xúc kỳ lạ. Ở Hà Tiên, một vùng đất nằm ở cực Tây Tổ quốc, cuối cùng của Việt Nam, không phát triển được như Rạch Giá. Việc kết nối giao thông, đường biển đi đến đây chính là một thử thách lớn. Nên mặc dù gần cửa khẩu, giáp với Campuchia, nhưng sự phát triển không như kỳ vọng. Nếu như không nói là chậm phát triển, cả trong quy hoạch lẫn tầm nhìn. Chất nước biển ở Hà Tiên cũng không được đẹp, nước vẫn đục, hòa cùng dòng phù sa với những bãi đá. Nếu không khai thác thủy sản, biển, xuất nhập khẩu thì ở Hà Tiên cũng không biết phải phát triển như thế nào. Và giao thông cũng chính là kẻ phá bình, cản trở nơi này. Thật nhiều trở ngại với miền đất này. Đi phà có lẽ là con đường duy nhất để kết nối được hai bờ Phú Quốc Kiên Giang. Hàng ngày, những chuyến xe chở hải sản vào đất liền cũng như nhu yếu phẩm được cấp ngược ra huyện đảo vẫn tấp nập. Những lúc biển động và không thể chạy được thì việc di chuyển giữa hai bờ có thể bị đình trệ vài ngày đến hàng tuần. Vùng biển gần Hà Tiên, chất nước vẫn đục ngầu, phải đi xa xa ra hơn vài km thì nước biển mới bắt đầu trong xanh. Một màu trong xanh mà hiếm nơi nào có được. Biển Kiên Giang, Phú Quốc thật bình lặng. Chỉ có những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước. Bình yên, ấm áp và đầy tôm cá hải sản. Hà Tiên giáp với tỉnh miền Nam của Campuchia, nên khi trên tàu chạy ra Phú Quốc, nhìn phía bên kia bờ, Campuchia nước bạn dường như rất gần trong tầm với. Quãng đường từ Hà Tiên ra đến Bãi Vọng, điểm cập bến của chuyến phà này chỉ gần 60 km, nhưng hành trình phải kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Việc di chuyển không thuận lợi và đây mang tính may rủi theo thời tiết là khó khăn. Ngăn cách khiến Phú Quốc là điểm đến đầy bí ẩn, khó chinh phục và sẽ là gian nan để khai sáng phát triển kinh tế sau này. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng nếu như tôi chỉ có nói thể rằng nói rằng nếu như điều viễn tưởng này là có thật, đó chính là có một cây cầu vượt biển từ Hà Tiên ra Phú Quốc, thì việc biến Phú Quốc thành một Hồng Kông thứ hai chỉ là trong vài nốt nhạc hoặc vài cái búng tay mà thôi. Nhưng điều đó có làm được hay không thì chỉ có ông trời mới biết được. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi được trải nghiệm một chuyến phà như thế này ra biển lớn, nên cố gắng tận hưởng một chút bình yên nhẹ nhàng của biển cả. Vừa bước vội lên boong tàu lúc chiều, thì khi nhìn lại xung quanh trời đã chợp tối. Gần 20 giờ, phà chúng tôi cập bến Bãi Vọng, một cảng nước sâu ở trung tâm đảo gần sân bay Phú Quốc. Chúng tôi tạm biệt chuyến phà, xuống phà tiến về trung tâm đảo gần đó, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng khám phá Phú Quốc sẽ bắt đầu.